Như vậy các vận động viên đang khởi động để chuẩn bị bước vào những cặp bán kết rất quan trọng của giải đấu đá tướng mà ban chúng tôi đã phân định. Đó là những vận động viên sinh năm 1979 trở về trước. Đó là giải đấu dành cho đá tướng, còn những vận động viên sinh năm 1980 trở về sau sẽ là dành cho các cặp đôi thuộc giải đấu mà chúng tôi thuộc gọi đó là giải trẻ. Và sau trận đấu này, đây là những trận bán kết rồi, thì thay lời cho ban tổ chức xin được gửi lời mời trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân, các vận động viên của 13 câu lạc bộ và các cổ động viên luôn yêu mến với môn đá cầu. Chúng ta cùng lưu lại với khu liên hợp thể dục thể thao nhà văn hóa tổ 22 phường Nhật Nam để chúng ta cùng chúc tuổi lễ và bữa tiệc liên hoan sau trận chung kết. Ban tổ chức tôi xin được gửi lời mời trân trọng nhất. Như vậy trận đấu tại sân cầu số 2 đã được tiếp tục giữa cặp đôi của Thành Nam tỉnh Nam Định và cặp đôi của câu lạc bộ đá cầu Bồ Xuyên, một trong những cái lôi rất phát triển của các môn thể thao của thành phố Thái Bình. Ngoài đá cầu ra thì Bồ Xuyên cũng có rất nhiều các câu lạc bộ bóng đá phong trào hay cầu lông đạt thứ hạng cao của giải do thành phố tổ chức. Đề nghị đồng chí Minh, ban tổ chức đề nghị đồng chí Minh kế toán của câu lạc bộ Trần Nám sẽ trở về câu lạc bộ chỗ ban tổ chức để nhận tiền của các câu lạc bộ. Một lần nữa ban tổ chức tôi vừa vinh danh gửi lời cảm ơn tới các đồng chí trong ban tổ chức và đặc biệt là bộ phận kế toán của đội chủ nhà và là câu lạc bộ đá cầu Trần Nam mà ban tổ chức trưởng ban tổ chức Phạm Tuấn đã đề cử trở về với ban tổ chức tôi để nhận số tiền mà các câu lạc bộ và các nhà tài trợ gửi đến giải đấu năm nay. Rõ ràng là nguồn kinh phí là điều quan trọng để cho ban tổ chức nỗ lực xây dựng một giải đấu thành công và rất chuyên nghiệp cho đến thời điểm này. Ban tổ chức tôi xin được thông báo tới các vận động viên của các câu lạc bộ chuẩn bị thi đấu tiếp theo, chính là cương chuẩn của câu lạc bộ đá cầu Petro và Bình Tân của Vũ Chính chuẩn bị thi đấu sau khi ban tổ chức tôi quan sát những sân cầu thi đấu xong. Bây giờ đã là cuối giờ chiều nên là về ánh sáng, nếu các cầu thủ thấy mà tối thì chúng tôi ban tổ chức chúng tôi sẽ bật đèn để phục vụ cho các cầu thủ được đá tốt hơn. Như vậy lúc này thì ánh đèn là tiêu chuẩn quốc gia của sân cầu Trần Lãm thành phố Nam Định đã được bật lên để đảm bảo đủ tiêu chuẩn về ánh sáng dành cho các vận động viên. Và chú ý rất hay của cặp đôi đá cầu Thành Nam tỉnh Nam Định, một trong những thành viên của ban tổ chức đã hỗ trợ về công tác chuyên môn cho giải đấu này. Số lúc này đang là 6-3, tạm thời nghiêng về cặp đôi của câu lạc bộ đá cầu Thành Nam 7-3. Chắc chắn là các cặp đôi của Bồ Xuyên sẽ cần phải bình tĩnh hơn. Ba điểm số liên tiếp mà các cặp đôi Thành Nam có được là khá đơn giản. Lúc này thì ban lãnh đạo và cặp đôi của Bồ Xuyên cần phải có những tính toán và đưa ra những bàn xử lý quyết đoán hơn để có điểm số của mình. Rất ấn tượng những tình huống
hỗ trợ phòng ngự rất hay của cặp đôi Bồ Xuyên. Không được, vẫn chưa thể qua cầu. Điểm số được 48 số 48. Các điểm rất quan trọng của cặp đôi Bồ Xuyên. Mà xử lý rất khó nhưng cặp đôi Bồ Xuyên cũng không thể hỗ trợ phòng ngự cho pha cầu vừa rồi khi cặp đôi Thành Nam của Trần Bích đã có giác quan và tình huống chiến thuật là cực kỳ chuẩn xác. Cầu ngoài sân. Kính thưa quý vị, trên sân 3 hiện nay là trận bán kết 2 giữa các lão tướng Việt Thắng và Tùng Cường của Trần Nam. Sân số 1 là trận bán kết. Điểm số tiếp tục được nâng lên 17 dành cho câu lạc bộ đá cầu Thành Nam tỉnh Nam Định. Theo quan sát của chúng tôi và nhận định và có những sự trao đổi, những câu lạc bộ đã phải dừng bước từ vòng đấu đầu tiên và vòng đấu thứ hai như Sông Trà, hay Vũ Thư, Hoàng Diệu. Một số thông tin mà chúng tôi mới cập nhật từ báo đá cải thì các chủ tịch này cũng đang liên hệ với một số chuyên gia của đá cầu tỉnh Thái Bình cũng như là phía Bắc để liên hệ dành cho các vận viên tham dự ở các giải đấu sau. Thưa vậy, các thủ vận động viên đá cầu của Thành Nam đã nâng điểm số lên 17 và trọng tài đã cho các vận động viên đổi sân để thi đấu những điểm số còn lại. 4 điểm cách biệt hoàn toàn có thể săn lấp nếu như các vận động viên của Bồ Xuyên bình tĩnh phối hợp và ghi điểm chuẩn xác hơn. Thì lúc này ngoài đường bít, chủ tịch và huấn luyện viên của câu lạc bộ Thành Nam đưa ra những sự nhắc nhở rất đúng và chính xác dành cho cặp đôi Thành Nam lúc này. Thì chúng tôi cũng đã nhận định và đưa ra chính là cặp đôi Giang Nam của Thành Nam đang thi đấu rất hay với cặp đôi của đội chủ nhà là Xuân Tuấn ở vòng tứ kết. Thì rất nhiều người nhận định ở cặp đấu đó, cặp đôi nào giành chiến thắng thì cơ hội vô địch của giải đấu này là rất cao. Và cho đến thời điểm đặng thì cặp đôi Giang Nam cũng đang thi đấu rất ấn tượng trước cặp đôi rất triển vọng của câu lạc bộ đá cầu Bồ Xuyên thành phố Thái Bình. Tiếp tục là điểm số tiếp theo dành cho cặp đôi Thành Nam 13-7. Các trọng tài chúng ta cũng cần quan sát với những tình huống phát bóng, phát cầu của các vận động viên. Như vậy điểm số tiếp theo là 14-7 nghiêng về cặp đôi Giang Nam của câu lạc bộ đá cầu Thành Nam tỉnh Nam Định. Chúng tôi muốn phân tích để đưa ra mà câu lạc bộ Thành Nam muốn mang tên như chúng ta luôn nhớ đến, đó là Thành Nam trước đây, mà câu lạc bộ đá cầu nói chung và bóng đá nói chung, các vận động viên của tỉnh Nam Định luôn đem đến sân bóng Chùa Cuối trước đây và Thiên Trường ngày nay một bầu không khí rất náo nhiệt. Và buổi chiều ngày qua thì đội tuyển quốc gia Việt Nam chúng ta thi đấu trận giao hữu với tuyển Ấn Độ, thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã có bàn thắng nghìn trước và trong hiệp một đội tuyển Ấn Độ đã có bàn thắng quân bình với tỷ số 1-0. Hà cầu cũng rất hay từ thế này, điểm số được rút ngắn xuống 9-15. Hai điểm số rất quan trọng cho đến thời đại mà câu lạc bộ Bồ Xuyên vừa có được, ngắt được mạch liên điểm liên tiếp của cặp đôi Giang Nam. Thì cặp đôi của Bồ Xuyên lúc này cũng thi đấu bình tĩnh và ấn tượng để có điểm số rất quan trọng cho đến thời đại. Và rồi Văn Nam đã và xử lý rất khéo tình huống bỏ nhỏ chưa thành công của Giang Nam. Cặp đôi đang thi đấu rất ấn tượng và xử lý khéo léo.
nhưng và cầu đôi gồng rất hay và cực kỳ đẹp mắt. À, cặp đôi của Giang Nam và Xuân. Điểm số được nâng lên 16-9. Từ bài cặp đôi Toàn Dũng và Hồ Xuyên vừa rồi đã thi đấu để có được 2 điểm liên tiếp, nhưng một điểm số để ngắt đi 2 điểm của cặp đôi Giang Nam. Lâu nay thì các vận động viên, những người luôn thi đấu giao lưu với câu lạc bộ đá cầu Trần Lãm chính là câu lạc bộ đá cầu Sông Trà, cùng hội cổ viên yêu mến câu lạc bộ đá cầu Trần Lãm và Thành Nam đang hướng về tại sân cầu số 3 dành cho cặp bán kết, dành cho các lão tướng thi đấu tại sân cầu số 3, chính là hiệp thắng của Trần Lãm và tung cường của Thành Nam. Bước vào đến vòng bán kết lúc này thì Thành Nam của tỉnh Nam Định đang có mặt ở vòng bán kết là rất ấn tượng. 10-16. Và điểm lên tới rất tốt của cặp đôi Giang Nam. 17-10. Mười tám mười nhưng và bỏ nhỏ và những tình huống xử lý cầu ở cuối sân rất hay của cặp đôi Giang Nam. Đúng là những thông tin mà chúng tôi đã trao đổi với chủ tịch và ban huấn luyện của câu lạc bộ đá cầu Thành Nam của tỉnh Nam Định trước thềm giải đấu này. Đó là những sự chỉ đạo chiến thuật và kỹ thuật, và bên cạnh đó là trước thềm giải đấu này các vận động viên được bố trí ăn nghỉ rất phù hợp tại khu liên hợp thể dục thể thao của Thành Nam tỉnh Nam Định, và đặc biệt hơn đó là những sự chỉ đạo rất sát sao của huấn luyện trưởng dành cho các vận động viên, từ lão tướng đến các vận động viên trẻ. Thời gian sử dụng điện thoại là không quá 20 giờ, đặc biệt là các vận động viên trẻ từ Giang Nam lúc này, đặc biệt là vận động viên Nam, là vận động viên rất trẻ ở độ tuổi năm nay mới 25. Không được, điểm số rất quan trọng, 12-20. Để níu kéo những quả cầu tiếp theo dành cho cặp đôi Toàn Dũng của Bồ Xuyên. Với điểm này thì cặp đôi của Toàn Dũng Bồ Xuyên sẽ ghi điểm tiếp theo hay không? Như vậy là cặp đôi Giang Nam đã không cho cặp đôi của Toàn Dũng Bồ Xuyên một cơ hội nào. Điểm số giành chiến thắng đó là 21-12. Như vậy là trận chung kết đã được vinh danh tới cặp đôi Giang Nam của câu lạc bộ đá cầu Thành Nam tỉnh Nam Định. Và chúng ta hãy chờ xem các cặp đôi của lão tướng giữa hiệp thắng của đội chủ nhà Trần Lãm và Tùng Cường của Thành Nam cũng đang được diễn ra rất hay và cực kỳ sôi nổi tại sân cầu số 3. Ban tổ chức tôi xin được vinh danh và nhắc thêm các cặp đôi Cương Chuẩn của Petro, đại diện tiếp theo của Thái Bình, sẽ thi đấu với cặp đôi Bình Tân của Vũ Chính Phúc, quận thành phố Thái Bình.
sẽ di chuyển về sân cầu số 2 để thi đấu ở trận bán kết 2 dành cho những đứa tuổi sinh năm 1980 trở về đây. Tổ trọng tài đó là Long Thành của câu lạc bộ đá cầu Phủ Lý Hà Nam sẽ giúp cho ban tổ chức chúng tôi điều hành tại sân cầu số 2 lúc này. Xin trân trọng kính mời và gửi lời cảm ơn từ tổ trọng tài Long Thành. Bán kết và trận chung kết. Bán kết và trận chung kết sắp tới. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta cùng trở về với sân cầu số 2 để cùng dõi theo và cổ vũ cho cặp đôi Cương Chuẩn câu lạc bộ đá cầu Vietro và Bình Tân của Vũ Chính thành phố Thái Bình sẽ thi đấu ở sân cầu số 2 ở cặp bán kết thứ hai. Nếu một trong hai cặp đôi này giành chiến thắng thì sẽ gặp cặp đôi Giang Lam của câu lạc bộ đá cầu Thanh Nam tỉnh Nam Định sẽ thi đấu ở trận chung kết. Như vậy trước thềm giải đấu thì chủ tịch câu lạc bộ đá cầu Thành Nam đã đạt được mục tiêu đó là lọt vào chung kết của cặp đôi Giang Nam là rất chính xác và trong cái giải đấu này thì cặp đôi đá cầu của câu lạc bộ đá cầu Đức Đạt với màu áo của Real Madrid cũng đã lọt vào tới vòng tứ kết và đã phải dừng bước đầy tiếc nuối. Là Cương Chuẩn và Bình Tân Vũ Chính đang đá dạo và tổ trọng tài Long Thành của Hà Nam sẽ điều hành chính trận bán kết hai của lứa tuổi sinh năm 1980 trở về sau. Như vậy sau khi thông tin tổng hợp từ các đồng chí giám sát và tổ trọng tài thì trận bán kết 2 sẽ là Giang Nam của Thành Nam sẽ thi đấu với Chí Hà cũng của Thành Nam, đó là trận bán kết 2. Một số thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật vừa rồi để đảm bảo chính xác. Như vậy là rất thành công. Cặp bán kết 2 sẽ là nội bộ của câu lạc bộ đá cầu Thành Nam. Như vậy là cặp bán kết 1 giữa cặp đôi Cương Chuẩn Petro và Bình Tân Vũ Chính là cặp bán kết 1 đang được diễn ra tại sân cầu số 2. Như vậy điểm số 1-0 tạm thời nghiêng về cặp đôi của Cương Chuẩn Petro. Tỷ số được quyết định là 1-1. Đây sẽ là cặp bán kết cân tài cân sức mà giới truyền thông cũng như là các đồng chí trong ban tổ chức nhận định. Bài giải đấu đang được bố trí tại hai sân cầu ở các cặp bán kết đó là sân cầu số 2 và số 3. Thì các sân cầu còn lại của khu liên hợp thể dục thể thao Á Tổ 22
thì những trận thi đấu giao lưu của các thành viên của các câu đang diễn ra cũng vô cùng ấn tượng. Ngoài đường biết thì các cặp đôi hiệp thắng đã để thua đầy tiếc nuối với tỷ số sát sao đó là 22-24. Đi cặp bắn đâu rồi gì vậy? Bóng lốp ơi. Như vậy tỷ số tại sân cầu số 2 trận bán kết 1 giữa cặp đôi của Petro Thịnh Đạt Cường Chuẩn đang có điểm số